Chào các bạn, hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng viết bài hàng loạt, viết nhiều bài cùng một lúc với công cụ Aiketopi. Thì tính năng này phát sinh là do một số bạn đặt vấn đề là bạn muốn viết nhiều bài cùng một lúc, rồi bạn không có muốn là ngồi nhìn xem ai viết mà yêu cầu ai viết loạt bài sau đó đi. Bạn đi đâu đó rồi bạn quay lại, bạn sẽ hiệu chỉnh bài viết sau. Thì để đáp ứng cái yêu cầu đó, công cụ Aiketopi có cung cấp một cái tính năng đặc biệt giúp cho các bạn có thể viết bài, ra lệnh cho ai viết bài nhiều bài cùng một lúc, và các bạn không cần làm gì hết, chỉ cần ra lệnh xong đi đâu đó pha ly cà phê, pha ly trà rồi quay lại là xem cái kết quả viết xong, không cần phải ngồi chờ ai viết ha. Thì để thực hiện tính năng đó thì các bạn sẽ bấm vào cái mục là iWriter, chọn viết bài hàng loạt. Thì hiện nay công cụ Aiketopi cung cấp hai phương pháp viết bài hàng loạt, một là viết theo từ khóa và hai là viết theo outline dàn bài. Thì nó cũng gần gần giống nhau thôi, mình sẽ đi từng cái một cho các bạn dễ hình dung. Đầu tiên là viết bài theo từ khóa. Thì khi các bạn bấm vào, các bạn sẽ thấy ngay một cái thông báo là hiện tại có 0 bài viết đang chờ và ước tính hoàn tất là trong 0 phút. Tức là khi các bạn cung cấp một cái yêu cầu viết bài hàng loạt thì AI sẽ tiến hành bỏ vào hàng chờ. Ví dụ như có 10 bạn thì sẽ bỏ vào cái hàng chờ đó. Người nào yêu cầu viết trước thì nó sẽ viết, người nào yêu cầu viết sau thì nó sẽ viết sau. Thì để yêu cầu AI thực hiện viết bài theo từ khóa viết hàng loạt thì chúng ta sẽ cung cấp cái từ khóa ở đây, và các bạn cung cấp cứ mỗi một cái dòng này có thể có một hoặc hai hoặc nhiều từ khóa. Mỗi một dòng này sẽ sinh ra một bài viết, sẽ có cái tiêu đề bài viết là riêng cho từng dòng. Trong trường hợp bạn muốn viết một từ và muốn AI viết nhiều bài khác nhau thì các bạn cứ nhập cái từ đó thành 10 dòng, thành 20 dòng thì nó sẽ viết thành 10 bài, 20 bài. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái chủ đề đi để chúng ta kêu ai viết. Ví dụ như là cách fix lỗi RoboCat đi ha. Thì mình sẽ bỏ vô đây. Rồi, bây giờ trường hợp mà số 2. Trong trường hợp mình muốn là nó viết dài hơn, ví dụ như fix lỗi ở trên Win 11 rồi. Rồi. Thì các bạn thấy không, nếu mà chúng ta điền một từ thì nó cũng sẽ viết một bài. Trong trường hợp chúng ta điền hai từ, từ thứ nhất đây, từ thứ hai đây, thì nó cũng sẽ viết một cái bài mới. Cứ một dòng này sẽ tương đương với một bài. Mình sẽ thêm một cái nữa đi ha. Rồi, đây là ba bài. Và ngôn ngữ của mình là tiếng tiếng Việt, mặc dù cái từ này là từ tiếng Anh, nhưng khi nó viết thì nó cũng sẽ chuyển thành tiếng Việt cho các bạn, không cần phải lo lắng. Và đây là một từ khóa. Thì khi nó viết nó sẽ đặt tiêu đề cho cái bài viết dựa theo cái từ khóa này ha. Rồi mình có option là trong trường hợp mà từ khóa bị trùng, ví dụ như mình muốn viết hai bài này, hai bài trùng, trong trường hợp từ khóa bị trùng thì nếu mình chọn option là thêm từ khóa trùng lặp vào danh sách thì nó sẽ thêm vào hai bài, viết hai bài với cái từ khóa trùng này. Còn nếu mình muốn là không thêm vào danh sách, tức là nó chỉ thêm một từ thôi, từ bị trùng nó sẽ bỏ ra, thì nếu mình muốn viết hai bài thì mình sẽ chọn option là thêm từ khóa trùng lặp vào danh sách là xong. Tiếp tới là mình sẽ chọn cái hình ảnh khi mà nó viết bài, mặc định là không. Mình có thể chọn option ví dụ như là tìm hình ảnh từ đâu đó, ví dụ như từ Google, từ Pixel, từ YouTube, và số lượng hình ảnh, ví dụ như một bài thì mình muốn thêm hai hình thôi. Tiếp tới là cái tông, cái phong cách viết. Thì mình có thể chọn, trong trường hợp mình không biết chọn gì thì mình có thể chọn ngẫu nhiên. Thì AI sẽ lấy một trong những cái tông này để nó thực hiện viết.
Thì tùy theo các bạn thôi, mình có thể chọn ngẫu nhiên để mình yêu cầu nó viết, nó sẽ lấy một trong những cái tông đó và nó viết thôi. Ở đây chúng ta thêm 1 2 3 4, 4 thì nó sẽ tương với 4 bài ha. Một cái dòng sẽ là một bài, chuỗi là một dòng là một bài ha. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút book write. Rồi, thì nó báo hiệu là đã thêm 4 cái vào bài viết rồi. Hiện tại có 4 bài viết đang chờ, ước tính là sẽ hoàn tất trong vòng 2 phút. Chúng ta có thể bấm thêm tiếp để tiếp tục thêm và bấm vào danh sách chờ để xem là cái từ khóa đang chờ viết. Ví dụ như chúng ta bấm thử thêm tiếp đi, thì thực ra nó ở trang này thôi. Còn nếu không thì chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta tới danh sách chờ là đang chờ viết này. Đó. Đó. Cái này nó đang viết rồi. Rồi, ở đây là danh sách mà những cái bài đã viết xong. Các bạn thấy có hai bài hồi nãy mình yêu cầu nó viết hai bài cùng một từ đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm vào cho các bạn xem hai cái bài này nó giống nhau không nhỉ? Rồi. Bạn thấy nó đặt ra tiêu đề luôn này. Đó. Rồi. Bạn thấy hai tiêu đề nó khác nhau đúng không? Rồi, cái bài nó cũng khác nhau luôn. Đó. Cái bài nó khác nhau. Và một cái bài này là 1.525 từ. Và một cái bài này là 1.239 từ. Đó. Và về cái ý ở trong bài, tức là cái ví dụ như cái từ đó và cái ý nghĩa ở trong cái bài thì nó sẽ liên quan tới cái từ mà bạn cung cấp. Nhưng mà về văn phong và cái cách viết bài thì nó hoàn toàn khác nhau. Vì thế các bạn yên tâm là cái bài nó sẽ không có trùng. Và trong trường hợp bạn muốn viết 10 bài thì các bạn cứ thử viết 10 bài cùng một cái yêu cầu như vậy thì nó sẽ viết ra 10 bài cho các bạn hoàn toàn là khác nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái bài để đăng lên cái trang vệ tinh của mình một cách đơn giản. Sau đó thì chúng ta bấm nút public để đăng bài đi thôi. Cái này rất là đơn giản ha. Các bạn đã biết rồi. Các bạn có thể hiệu chỉnh lại. Ví dụ như các bạn không thích cái hình này, các bạn có thể hiệu chỉnh lại bằng việc là tìm những hình khác. Ví dụ như các bạn có thể dùng tính năng là tìm hình để tìm cái hình ảnh phù hợp với bạn. Thì hệ thống nó có sẵn rồi nên cũng đơn giản. Các bạn cứ bấm chọn hình tìm là xong. Mình sẽ quay lại cái tính năng viết bài hàng là tiếp, các bạn có thể bấm nó ở trên cái menu này cũng được ha. Đây là viết theo cái dàn bài. Hồi nãy là mình thử đã viết theo cái từ khóa rồi thì nó rất là đơn giản. Bây giờ mình nói về viết theo dàn bài. Thì viết theo dàn bài á, thì nó sẽ khác một chút. Bạn sẽ cần phải cung cấp cho nó một cái từ khóa. Ví dụ như mình cũng quay trở lại cái từ này đi ha. Rồi. Thì với cái từ khóa này các bạn sẽ có 4 cái option để mà sinh ra cái dàn bài. Các bạn có thể sinh dàn bài từ Google Search, hoặc là các bạn đơn giản chỉ cần kêu AI sinh dàn bài, hoặc là từ URL, hoặc là các bạn nhập thủ công. Thì mình hay làm thì mình sẽ kêu là AI sinh ra cho tôi cái dàn bài. Thì sau đó thì tôi sẽ tiến hành tôi hiệu chỉnh lại cái dàn bài này. Thì các bạn sẽ chờ một chút để nó phân tích cái keyword này và nó sẽ đưa ra cái dàn bài đề xuất cho bạn. Các bạn có thể thấy này, đây là cái dàn bài. Rồi, thì các bạn có thể bấm vào đây để add tất cả cái mục này vào trong cái dàn bài của bạn. Bạn cũng có thể tìm thêm cái thông tin trên trên Google về những cái ý để các bạn bỏ vô cái dàn bài của mình. Rồi. Ví dụ như bạn thấy là cái này bạn muốn thay đổi cái ý này bằng cái này đó. Thì các bạn cứ bỏ vô thôi, copy vô rồi xong. Sau khi xong thì các bạn sẽ bấm vào cái nút AI Write này để nó viết tiêu đề cho bạn. Trong trường hợp bạn muốn là mình tự viết tiêu đề thì bạn cũng có thể tự viết được, nhưng mà bạn lười thì bạn có thể kêu AI mình viết cho tao cái tiêu đề đi, xong rồi các bạn sẽ sửa lại sau. Ví dụ đây là cái tiêu đề. Mình có thể thêm một chú gạch cho để ngăn cách ý này lại là xong. Phương pháp viết thì nó có hai phương pháp viết. Ba lần là nó sẽ viết liên thông các ý này lại với nhau, tránh cho các ý này rời rạc. Còn đi theo là nó sẽ viết chuyên sâu vào từng ý, có thể nội dung nó bị trùng lặp giữa ý này và ý kia. Thì mình hay chọn là ba lần đi, thì nó sẽ viết liền mạch trắng trùng.
Sau đó là tông thì các bạn có thể chọn, đây là có những cái tông để mà AI viết. Mình chọn self-focus, sau đó mình bấm vào book. Rồi, thì khi mà ấy xong thì nó bật bấm vào danh sách chờ. Thực ra nó viết rồi nên là mình trong tab chờ này không thấy nó, mình có thể bấm vào toàn bộ, thấy nó đang viết này. Đó. Thì cái quá trình viết này đâu đó nó sẽ tốn khoảng chừng 1 đến 2 phút tùy theo cái số lượng người đang chờ trong cái hàng chờ, cũng như là tùy theo cái nội dung của cái bài của các bạn ha. Thì các bạn cứ ấy đi, thì nó viết xong thì nó cũng tương tự như những cái bài này thôi, không có gì hết. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cái cách sử dụng công cụ AI K2B để viết bài hàng loạt. Ngoài cái tính năng viết bài hàng loạt thì công cụ này còn rất là nhiều tính năng viết bài khác. Các bạn có thể tham khảo các cái video khác của mình. Hy vọng là với cái hướng dẫn này các bạn đã biết cách sử dụng công cụ AI K2B một cách hiệu quả, phục vụ cho công việc của bạn, phục vụ cho việc share website, viết nội dung của các bạn. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip khác.